Đây bạn đang xé thịt cho chó mèo ăn nè. Thân mình nuôi không nổi còn nuôi chó mèo nó chi cực vậy. Xé thịt gì nè cho nó ăn. Ở đây mắm thợ đang làm nó hơi ồn nha quý vị. Đó là gì vậy? Thịt hay gì vậy? Thịt. Thịt gì đâu mà thấy thịt nó... Thịt cho bông á. Trời đó. Thịt cho bông á. Rộn lên dày đều rồi cho nó ăn. Trời ơi, đem xuống đất cho nó ăn. Chưa, rồi chứ cho nó ăn đi, đây cho đứa trắng lộn. Bên mồ mẹ đang làm nè quý vị. Ủa sao bỏ dưới, sao bỏ trên mồ người ta chửi sao? Chút gì đâu, để lại cho mèo ăn, để ăn chung cho nó trắng lộn mà. Chút nào mà con chó với con mèo mấy con nào tranh giành hơn ta? Chắc con chó hơn hả? À, con chó hơn. Chó hơn mèo à? Cho nó ăn vậy nha, để cho nó cắn lộn chứ. Trời ơi, mấy con chó ăn dữ vậy? Cho nó ăn vậy chứ, để nó cắn lộn à. Nó cắn lộn chút rồi chị lau chứ. Rất bắt tay sao mèo nó ăn chứ. À, mình ra ra nói chuyện đi, ở đó ồn quá. Chứ nó cắn lộn chưa, để ấy nữa cho nó ăn chứ. Để đó nó ăn, nó tự ăn chứ còn làm gì nữa. Bỏ vô nhà thêm cho nó ăn. Trời ơi. Nó ăn chung hay sao mà ăn riêng vậy? Ăn chung nó cắn lộn quá rồi, cắn lộn. Cái ăn riêng vậy. Cái ăn với ấy nó cắn lộn à. Cái thịt gì cho nó ăn. Cái lằn nhằn chơi chó mà cứ lằn nhằn hoài. Nhằn hoài. Không chịu đi chơi mằn về cho ăn giùm tôi ơi. Rồi tôi ăn là tôi bỏ cơm vậy nó ăn thôi. Lại thôi nha, lại có chai nào vậy? Hả? Ở đây mà cái nào mà dư à, xương đồ đưa cho nó gặm cho nó ăn tôi cảm ơn nha. Xương dư đồ phải không? Đưa cho nó gặm. Rồi rửa tay đây. Để rửa tay đi. Đây ra ngoài đây có nước mưa nè, rửa tay. Rửa tay mà nước còn tiết kiệm nữa. Chứ nước rồi, để sắp ra thì chết rồi. Đó, đây cái dàn bế chị trồng đây nó lớn rồi nè. Lớn rồi đó. Đây nó xanh tốt mà mẹ có duyên trồng ra luôn quý vị nha, chưa có trái. Nó chưa ra bông quý vị nha. Nó nặng như đó mà chị hái có màu không? Có bao không mấy ký. Mỗi lần như đó mà chị hái cái bao nhiều lắm. Em thấy đây đằng kia có trái bự đằng nữa. Đằng kia trái bự đằng nữa. Nghe đổ phân bò, đổ phân cái đầu về cái mưa. Em muốn tay đồ sạch rồi nè. Muốn tay đồ sạch rồi hết dơ rồi. Sạch rồi đó có chồng được rồi đó. Không. Không có chồng hả? Muốn chồng khổ không khăn chứ muốn chồng cái gì thì sướng sao khổ trời. Thằng sướng gì cười sướng ứ ừ, sướng cho sướng gạo nữa. Nghe gạo nè sao sướng bà không ứ sao bà có hai đứa con. Trời ơi cái đó tình thế rồi bắt buộc vẫn lỡ rồi. Trời ơi có chồng mà tình thế bắt buộc lỡ rồi chứ làm sao. Chứ hỏi giờ có chồng nữa à, mình định hỏi chị ngu hơn kìa chị không? Ngu cái mồ chứ gì? Ngu chứ khôn gì? Giờ có chồng chồng lo mà ngu. Ngu. Ngu có chồng chồng lo à, rằng à, hai chừng hai ba bữa đi tới đầu kiểm. Chị làm sao nó ở lại đừng để nó đi. Đi tới đầu kiểm. Làm sao ở đại. Làm sao ở lại được. Đi công chuyện mà ngăn à. À, đi người này người kia biết đầu kiếm hay gãi hay ngồi đó tự giận biết đầu kiếm hay gãi đó ngồi đó tự giận à, kiếm mà có công chuyện gì ha hỗ trợ gì chứ không ấy anh tát vô mặt à, nói điên khùng nữa nó quýnh là làm sao quýnh lại hả anh nói điên đồ này kia điên khùng đồ này kia tát vô mặt rồi làm sao? Chị để đồ ra mất mát vậy chứ không mà không ai lấy đâu hả? Không có. Ở đây người ta đang làm mã, người ta cắt
cái gạch á nên hơi ồn quý vị. Nhiều lúc ở đây bên trong muốn nhiều lúc công chuyện hàng bông này kia, mùa hè xanh này kia, nhiều lúc giờ đến cũng vậy phải không? Để giờ quyết định về hay ở đây luôn? Chắc ở đây luôn mình định. Thì sao có nhà mà không ở, ở làm chi bà? Nhiều lúc mình định ở Huế chị rồi là muốn quay thì đi xuống quay rồi về trển nha mình. Chịu không? Không. Chị đưa chìa khóa chưa? Tự nhiên nhà em có mắc chuyện gì thì chị ở không chị? Chứ giờ là để đó chị ở đi quen rồi làm sao? Quen gì ở đây nó thiếu thốn vừa tới điện đài không có mà ở đây gọi nó chứ giờ không quen à cũng đủ. Có nhà có cửa mình thích ở nghĩa địa chạy. Nhiều lúc cô đồ đặt cũng đủ thứ mồng không có chứ cũng đồ mở rộng rồi đồ em để cho chị quá trời quá đất nè chứ. Mưa nó ướt sao? Hả? Ủa cái gì cái đu đủ bí hư kìa lái ra giam thúi kìa. Cậy nó lấy hột rồi. Không biết còn hột hay không chút. Đem dục ra đây giam mũi á. Bữa nay mũi chị ngủ cũng được à. Mũi phải không? Ừ, mũi kiếm lên à. Trái này biến sao không ướt á. Ướt rồi bấy hay gì mà vàng vàng giống cờ quá vậy. Hả? bí đỏ. Bí đỏ đó. Mới rửa tay nè. Rồi bóc nữa. Cái đầu dưa nữa. Bóc nữa lấy đây nè. Đây nè cụm lại. Chuẩn bị mưa rồi kìa. Nhiều lúc mưa rồi về không được thì ở lại hả? Ở lại ở đây đục mưa chứ có gì đâu, có gì đâu sợ. Giờ bóc nữa rồi đi rửa tay chứ nè. Tay sạch rồi mà chứ bóc nữa rửa tay rồi chứ nè. Không còn bóc đâu. Đây nè, chị để cái tay trên cái đáy đó nó đâu dính vô tay đâu. Đó. Là móc vô. Làm gì mà dính vô tay mà rửa? Ngu mà cái gì cũng phải bóc nha. Thấy chưa thấy em khôn không? Ngu mà. Ngu phải không? Ngu mà cái gì cũng bóc cái ngu mà. Sao mà nói ngu? Mình phải khôn sao mình nói mình ngu vậy? Trời ơi, sao chị khôn được, ngu mà. Mình thấy chị cũng giỏi mà, biết theo thừa may giá mà. Em biết mà đều nhiều lúc có ngồi tâm trạng. Trời, mấy con chó nó dành ăn nữa kìa. Thì đón ăn hết rồi kén rồi cái đầu dành ăn á. Một của em trai chị Loan cũng đang làm nha quý vị. Trời ơi, bà mèo ban nè. Để mà đỡ khô thì không có mũi mà ướt mới có mũi. Định biết ướt mới có mũi. Đó, chị Loan hôm nay sau khi em mất buồn bã cũng qua rồi, chị Loan xuống nhà địa nè. Không biết ở lại hay là về nhà ở luôn không biết nữa. Rồi quyết định sao? Ở nghĩa địa hả? Ở nghĩa địa, trận đóng cửa ở nghĩa địa chứ. Rồi có nhà mắc ở nghĩa địa, chị cũng ở là mất. Là người ta nói nhà chị đó. Có gì đâu ai lấy. Chứ sao? Đóng cửa em không ở thôi chứ. Tự nhiên nhà em có mà em ở chứ nhà chị trời. nhiều lúc xa xôi quá. Nhiều lúc em coi phương tiện kìa. Em làm gì hay như thế nào em ở giùm chị kìa. Em ở trên giùm chị kìa. Không. Ở trên buồn lắm, nhà chị nóng muốn chết. Ở nhà em có máy lạnh ngủ sướng nữa. Trời ơi, nhà chị lên nóng như vậy mà biết bao giờ nhà chị ở. Công tử ơi. Công tử chứ sao không công tử? Sao cái mã của em chị làm cao hơn mã của ba chị vậy? Hả? Cái mộ của em chị thì em thấy làm cao hơn mộ ba chị. Thì tùy theo mấy ổng làm sao làm mình mừng đó chứ giờ. Là cái mã nó đẹp hơn hồi xưa, mã của ba chị nó nhỏ hơn. Làm sao mà mừng đó chứ. Giờ chị có biết làm mồ làm mã rồi hết là mấy bên tông là người ta làm hết luôn hả? Vậy cũng đỡ, mình cũng đỡ. Là người ta lo mai táng rồi người ta làm mồ mã luôn. Người ta làm luôn. Chị làm gì chị tha thuốc bảy màu vậy? Cái này hả? Thuốc ngứa phải không? Này qua thuốc ngứa. Thuốc gì? Tại vì chị ưa xài. Dài xúc miệng nghe không, cái loại kia bảy màu mà em có xài qua rồi em biết mà.
Không ai ngứa. Cái gì? Không ai ngứa. Đâu có ngứa đâu. Ô xe già là bà lái bà xúc miệng. Cái này là biết sao. Rét cắt móng. Trời, mấy bà bụt cúng nãy giờ chắc ăn rồi quá ăn no đó. Rồi cái gì mẹ về mừng quá trời luôn à. Cái này đứng sau rét rét đừng cắt. Mấy ông thợ đang cắt mã nó ồn quá trời luôn nè, đang làm mã cho em chị Lon nè. Chị Lon, chị nói là chị chắc ở nghỉ địa quá gì ơi, bà không chịu về nhà. Nhiều lúc tình cảm mà nghỉ địa đây 2-3 năm nay rồi chứ. Thôi đi hốt con bò rồi cái hồi xưa nói là có anh mất đó, anh về uống rượu hay quậy thì giờ ông mất rồi thì mình về ở đây ở nhà cho mẹ. Nó tét cái này cái đầu ấy móng nè, móng chân cắt tiểu móng, tại vì chỉ đi lội sình rồi này kia, nhiều lúc đi bắt này bắt kia hay rau rồi bắt ốc rồi này kia đủ thứ rồi trà chanh rồi với tét đừng cắt da. Ừ, cắt da cho đừng nó viêm móng. Để nhiều lúc nó phạm viêm á. Đâu chứ để đúng chỗ hướng thì biết cái này rồi. Con biết xài cái này. Để bữa nay xuống mẻ rồi cho chó ăn rồi về nhà hả? À, về nhà. Rồi ở vài ngày nữa là xuống nó ở luôn hả? Vài ngày tạ mã xong mới không làm mã xong tạ mã. Thôi để lao lao đi giờ ở đó em chị nó mới mất sát bên cách cái 5 mét rồi nó bay mùi nữa. Nửa tháng đi. Nửa tháng mới xuống hả? Ừ, nó bốc mùi lắm, còn không ở nhà luôn, đừng xuống đây ở nữa. Sao ạ? Thì có nhà mắc gì mở mà ở nghỉ địa bà. Nhiều lúc xuống đây cũng dòm đồ này đâu phải bán nè. Thì chở đem hết về nhà. Trời ơi, vậy chà, không chở về nhà gì. Nhiều lúc có một cái chuyện gì thì khó nói. Có chuyện gì mà khó nói trời. Em thông cảm phải không? Nhiều lúc đến đây thì nhiều lúc có chuyện gì nói đi để giải quyết cho. Không có, nhiều lúc người ta xuống màu mã rồi đồ đạc người ta mượn xong rồi. Ủa cái đấy bà làm gì vậy? Em để hộp lỗ tai. Trời ơi, bà quấy lỗ tai mà sao nó vàng đen thui vậy? Ấy cái lỗ tai. Sợ bả luôn á. Nông như nông xương mũi vậy phải không? Nông xương. Ấy lỗ tai nông xương. Nhiều lúc uống cà phê có màu phải không? Có này kia phải thọc đồ này thọc lỗ tai. Ấy như nông xương da. Tính ra ở đây nó mát hơn nhà chị luôn á chị. Mát, bởi thành thử ra ở quen rồi. Thấy chưa? Nhưng mà về nhà ở đây không được ở đây nữa. Ở đây buồn. Trời ơi, buồn cũng có một cái độ nào. Buồn cũng có cái độ nào, thời gian nào giảm không? Buồn ngủ à. Tối bụng buồn ngủ rồi. Tới nhà chị Lo mà chị Lo không mời ăn cơm trưa buồn ngủ rồi. Giờ em ngủ một giấc chị đỡ đây, chừng nào em thức dậy em về chị về tỉnh em về Sài Gòn nha. Trời có vụ đó không? Nữa hả trời. Chịu không? Không ngủ nha, nằm giọng ngủ nha. Giọng chút xíu đi. Sao ạ? Nằm giọng chút xíu đi. Bà làm gì bà theo xe gà bà quấy lỗ tai hoài vậy? Tại con quái vẫn quen rồi, không quái chịu cũng được. Ngứa thì, hả? Không phải ngứa. Thì uống mấy cà phê mà răng mu, răng mai. Thành thử ra sọt nghe. Chứ để quá tải rồi cứ ngắt nó một sừng y như Amidam làm sao cắt. Amidam vô bệnh viện cắt cho sao? Cứ ngắt nó một sừng khập cá. Giờ là Amidam độ khứ bá trứng hết rồi, Bình Định rồi. Thấy nãy chị đi xe đạp đi cũng nhanh, nó 10 phút chứ nhiêu. Biết đi đường tắt luôn trời, em đi đường chính á, em không biết đi đường tắt. Đồ đạc gì mà để tùm lum tà la vậy? Đồ đó thì để thằng ngày thằng xài chứ. Còn cái này cái xô mới, chị mới mua mấy chục ngàn ở bên ông, anh Năm Sầu Riêng. Năm Sầu Riêng hả? Anh Năm Sầu Riêng á. Mà đường này người ta không dám lấy đâu. Nên chị gom đồ chị dồn vô để chỗ không lấy chết á. Đồ của người ta để mà không ai coi chừng lấy gì. Còn cậu dây chai hồi sáng bà mua dây chai dưới đó ngay chỗ ông chính dưới chừng để một đống dây chai
Hồi sáng mua dây chai cũng chưa có bán. Nói buồn chưa dứt chị cũng chưa có em bán mấy dù dây chai. Tại nào buồn chừng nào dứt? À bởi nha. Ông để một đống dây chai bên ông dính bên một đống anh phải chưa dọn quanh đây. Nên kể gì Loan cũng đẹp gái chứ bộ. Mấy trên Củ Chi nè. Trên Củ Chi hiền ngại ngừng. Sợ bà luôn á. Làm giống không thích làm giống không?